Theo hãng tin RT, ông Putin đã đến sân bay Vnukovo 2 bên ngoài thủ đô Moscow cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Belousov, Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB Alexander Bonikov và Giám đốc Cơ quan Tình báo đối ngoại SVR Sergei Naryshkin ông putin nói tôi muốn cảm ơn tất cả các bạn vì đã trung thành với lời thề nghĩa vụ và đất nước không quên các bạn chúng ta sẽ còn gặp lại nhau chúng ta sẽ nói về tương lai của các bạn bây giờ tôi chỉ muốn chúc mừng sự trở lại của các bạn Trước đó FSB xác nhận 8 công dân Nga cùng con cái của họ bị bắt giữ và bỏ tù ở một số nước NATO đã được đưa trở về Nga, cuộc trao đổi diễn ra tại sân bay Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ. Cũng trong ngày 1 tháng 8, tổng thống Joe Biden xác nhận 3 công dân Mỹ và một người có thẻ xanh của Mỹ đã được Nga thả trong khuôn khổ trao đổi tù nhân. Một số phương tiện truyền thông đã đưa tin về cuộc trao đổi tù nhân bắt đầu vào chiều ngày 1 tháng 8 tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, ban đầu cả Moscow và Washington đều từ chối đưa ra bình luận chính thức. Ông Biden nói, Hôm nay, ba công dân Mỹ và một người có thẻ xanh bị cầm tù ở Nga cuối cùng đã được về nước là Paul Quelan, Evan Geskovic, Alu Komaseva và Vladimir Karabuza. Ông Biden mô tả thỏa thuận trao đổi tù nhân là một kỳ tích ngoại giao, đồng thời cảm ơn Đức Ba Lan, Slovenia, Na Uy và Thổ Nhĩ Kỳ đã giúp Mỹ đạt được kết quả này. Tuy nhiên, ông Biden không đề cập đến 10 công dân Nga được Mỹ và các đồng minh trả tự do trong cuộc trao đổi. Tổ chức tình báo quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ MIT trước đó cho hay, cuộc trao đổi tù nhân quy mô lớn nhất trong những năm gần đây giữa Nga và các nước phương Tây diễn ra tại Ankara hôm 1 tháng 8. Theo đài truyền hình TRT Khabar, 26 tù nhân từng bị giam giữ trong các nhà tù ở 7 quốc gia Mỹ, Đức, Ba Lan, Slovenia, Na Uy, Nga và Belarus được thả trong khuôn khổ chương trình TRT Khabar đưa tin, 10 tù nhân trong đó có hai trẻ em đã được đưa đến Nga trong khuôn khổ hoạt động trao đổi, 13 tù nhân đến Đức, 3 tù nhân đến Mỹ và 3 tù nhân đến Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng cộng có 7 máy bay với khai chiếc từ Mỹ, mỗi nước Đức, Ba Lan, Slovenia, Na Uy và Nga có một chiếc đã được sử dụng trong chiến dịch này. Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận các cá nhân được trả tự do trong cuộc trao đổi có công dân Đức Rico Kriege, sĩ quan cơ quan an ninh liên bang Nga FSB Vadim Krasikov, lãnh đạo phe đối lập Nga India Rassin, phóng viên tờ quân Trish Ivan Geskovic và lính thủy quân đánh bộ Mỹ Paul Quellan. Tình báo Thổ Nhĩ Kỳ cho biết thêm họ đã làm trung gian cho cuộc trao đổi tù nhân cũng như điều phối và đảm bảo an ninh cho quá trình này. Cuộc gặp vào tháng 7 tại Thổ Nhĩ Kỳ giữa đại diện của 7 quốc gia là một trong những bước cuối cùng để tiến tới trao đổi tù nhân. TRT Khabar cho hay, sau khi hoàn tất thủ tục phối hợp với các nước tham gia, đánh giá sức khỏe của tù nhân và xem xét các điều kiện tiên quyết khác, các tù nhân đã được đưa lên máy bay của các nước mà họ sẽ đến với sự chấp thuận và hướng dẫn của MIT. Cuộc trao đổi tù nhân hôm 1 tháng 8 là sự kiện lớn nhất trong lịch sử hiện đại. Trước đó, 25 người Mỹ đã được đổi lấy 3 người Liên Xô và 1 người Ba Lan vào năm 1985. Vào năm 2010, ông Putin cũng đích thân chào đón một nhóm người Nga bị bắt trước cáo buộc làm gián điệp ở Mỹ. Tổng cộng có 10 công dân Nga được đổi lấy 4 điệp viên phương Tây. Xe tăng M1 Abram do Mỹ sản xuất được phát hiện ở phía tây bắc thành phố Abdiivka tại Donetsk, miền đông Ukraine và một pháo tự hành MSTA S 152mm đã được triển khai để tấn công khí tải này. Bộ Quốc phòng Nga cho biết xe tăng hạng nặng của Ukraine đã bị kẹt trong bùn và không thể di chuyển. Pháo tự hành đã bắn đạn dẫn đường Krasnopol đánh trúng mục tiêu, một thành viên của kíp vận hành MSAS -S -S, cho biết xe tăng của Ukraine đã bị phá hủy ngay tại chỗ. Vụ tấn công đã được máy bay không người lái ghi lại và Bộ Quốc phòng nga đã công bố hôm 29 tháng 7. Mỹ đã cam kết gửi cho Ukraine 31 xe tăng M1 Abrams vào tháng 1 năm 2023, nhưng phải đến tháng 10 các phương tiện này mới đến Ukraine nhằm hỗ trợ Kiev trong chiến dịch phản công. Nga đã tuyên bố phá hủy một số siêu tăng M1 Abrams của Ukraine. Các quan chức Mỹ nhận định máy bay không người lái trinh sát và máy bay không người lái tấn công của Nga đã thay đổi đáng kể tình hình trên thực địa, làm tăng nguy cơ bị phát hiện các siêu tăng. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ cũng cho rằng mối đe dọa từ máy bay không người lái không phải là vấn đề duy nhất mà Kiev gặp phải và Ukraine cần áp dụng các chiến thuật mới để giúp xe tăng Abrams hoạt động hiệu quả hơn trên chiến trường. Abrams được đánh giá là một trong những loại xe tăng tốt nhất thế giới hiện nay. Tuy nhiên, phiên bản viện trợ cho Ukraine không được trang bị những loại giáp hiện đại như bản của quân đội Mỹ, khiến chúng có nguy cơ tổn thương cao hơn. Đoạn video mới được công bố hôm 30 tháng 7 cũng cho thấy lực lượng Nga đã phá hủy một xe tăng Leopard 2A4 khác của Ukraine do Đức sản xuất. Video ghi lại từ máy bay không người lái được cho là quay gần thị trấn Kurakhovo ở vùng Donbass, cho thấy chiếc Leopard 2A4 đang di chuyển giữa hai cánh đầu trống và bắn vào các mục tiêu không nhìn thấy. Xe tăng bị bắn trả và cố gắng né tránh, di chuyển xa hơn nhưng dường như đã bị trúng đạn. Trong suốt cuộc xung đột, Kiev đã nhận được hàng chục xe tăng Leopard 2 từ một số quốc gia phương Tây. Quân đội Ukraine cũng đã được cung cấp xe tăng Leopard 1A5 cũ hơn nhưng chúng chỉ được nhìn thấy ở tuyến đầu trong một vài lần. Xe tăng Leopard 2 đã có nhiều hoạt động vào năm ngoái khi dẫn đầu chiến dịch phản công của Kiev dẫn đến thương vong nặng nề nhưng không đạt được nhiều kết quả. Ngày 29 tháng 7, Bộ Quốc phòng Nga chính thức xác nhận quyền kiểm soát hoàn toàn ngôi làng Volchi ở phía tây Ocheretino. Các nguồn tin quân sự Ukraine đã báo cáo rằng Nga đã kiểm soát Volchi từ cách đây vài ngày. Cuộc tấn công của Nga vào ngôi làng bắt đầu cách đây khoảng một tuần, sau khi lực lượng Nga chiếm quyền kiểm soát Progress nằm gần đó. Lực lượng vũ trang Ukraine đã nhanh chóng rút lui khỏi cả hai khu định cư. Trước đó, ngày 28 tháng 7, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố giành quyền kiểm soát hoàn toàn Progress và Fgenoka. Một ngày trước đó, quyền kiểm soát hoàn toàn của Nga đã được chính thức xác nhận tại Lozovaskoye. Sau khi kiểm soát làng Progress và Volchi, các đơn vị của nhóm quân trung tâm Nga bắt đầu tấn công Vezelue và họ đã đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi hầu hết các làng. Quân đội Nga cũng tiếp cận Ivanova và Zelanova, tiến về phía Timofivka và Sergipka. Các nguồn tin quân sự Ukraine thừa nhận sự tiến công của Nga dọc theo đường sắt và trong các khu vực rừng trên một mặt trận rộng khoảng 1 km đến độ sâu 650 m về phía bắc Jelanoe trong ngày 28 tháng 7. Cùng thời điểm đó, quân đội Nga tiếp tục tiến về phía đông. Trận chiến giành Novoseloka, Pervia đang gần kết thúc. Quân đội Nga đang hoàn tất các hoạt động dọn dẹp ở vùng ngoại ô phía tây của thị trấn và mở rộng vùng kiểm soát của họ về phía tây nam. Bất chấp mọi nỗ lực ngăn chặn bước tiến của Nga, lực lượng vũ trang Ukraine vẫn không thể bảo vệ được vị trí của mình và tiếp tục rút lui về phía Tây. Sự tiến công của Nga có thể sớm dẫn đến mối đe dọa chiến lược đối với quân đội Ukraine. Các tuyến đường quan trọng mà lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng để vận chuyển khí tài ở các khu vực khác nhau của Donbass đang nằm dưới sự kiểm soát hỏa lực của Nga, trong khi đó nhiều đơn vị ukraine đang rút lui vội vã và cố gắng củng cố phòng thủ của họ tại một thành trì lớn khác trong khu vực thành phố selidovo pháo đài ở selidovo cũng là một trung tâm hậu cần quan trọng của quân đội ukraine và đang bị đe dọa bởi sự tiến công của nga từ phía đông khu vực hồ chứa nước Kalop. các trận chiến dữ dội vẫn tiếp diễn ở bờ biển phía nam và phía đông cũng như ở phía đông thị trấn kalovka Quân đội Nga hiện đang hoàn tất các hoạt động dọn dẹp ở khu vực phía Tây Jasno-Brodoka để đẩy lùi hoàn toàn lực lượng Ukraine. Các trận chiến dữ dội vẫn tiếp diễn ở phía Bắc Ocheretino. Lực lượng Nga vẫn đang gây áp lực lên hàng phòng thủ của Ukraine ở vùng ngoại ô phía Nam của thị trấn Vodvizeka. Ở gần Kalinovo, phía Bắc Aachen Genskoe, các vị trí hầu như không có sự thay đổi. Nhưng quân đội Nga đang tiếp tục tấn công ở sườn phía Bắc để ngăn lực lượng Ukraine tăng cường phòng thủ. Trong tháng 7, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát thêm nhiều khu vực theo nhiều hướng khác nhau. Kể từ mùa xuân năm 2022, tháng 7 này là khoảng thời gian lực lượng vũ trang Liên bang Nga giành được quyền kiểm soát khu vực lớn nhất hầu hết các thắng lợi của quân đội Nga đều đạt được ở hướng Poprovsk, nơi tiền tuyến bị đẩy về phía Tây với tốc độ cao. Tận dụng lợi thế tự do cơ động, quân đội Nga tiếp tục tiến lên gây áp lực lớn lên hàng phòng ngự của Ukraine. Đài BBC vào ngày 26 tháng 7 đưa tin Ukraine chuẩn bị nhận lô máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên từ các nước thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO sau nhiều tháng chuẩn bị và huấn luyện phi công Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết những chiếc F-16 rất cần thiết để giúp nước này đẩy lùi quân đội Nga ở mặt trận trên không. Giới chuyên gia quân sự Ukraine cũng đặt rất nhiều kỳ vọng vào các tiêm kích do Mỹ gửi đến với mong muốn những phi đội F-16 có thể giúp quân đội Kiev cải thiện vị trí trên chiến trường. Theo thông báo của ông Zelensky, các tiêm kích M-16 được triển khai với ba nhiệm vụ khác nhau, bao gồm tiêu diệt hệ thống phòng không, vô hiệu hóa các hệ thống tên lửa đất đối không của Nga, ngăn chặn các lực lượng mặt đất của Nga từ trên không và bảo vệ lãnh thổ Ukraine khỏi tên lửa máy bay của Moscow. Trong đó, nhiệm vụ phòng thủ có lẽ là nhiệm vụ quan trọng nhất ở thời điểm hiện tại, bởi trong thời gian gần đây, Kiev đang phải chịu mối đe dọa lớn từ bom lượn của Nga, Bom lượn là một loại vũ khí gây nổ thường được thả từ trên không. Ngoài ra, bom lượn được trang bị bộ phận cánh bật và mô đun dẫn đường có khả năng tấn công chính xác từ khoảng cách tương đối xa. F-16 được kỳ vọng có thể giúp quân đội Ukraine bảo vệ các thiết bị và lực lượng trên mặt đất trước những đòn tấn công của bom lượn. Theo giới quan sát, Moscow cũng đã chuẩn bị một số biện pháp đối phó với những chiếc F-16 của Kiev. Thời gian gần đây, Nga liên tục nhắm vào một số sân bay quân sự của Ukraine, chỉ tính riêng trong tháng 7, ít nhất 3 sân bay quân sự của Ukraine bị tấn công, gồm sân bay Mihodot và Kriveri ở miền trung nước này và một sân bay khác ở bán đảo Odessa. Vì thế, ngày càng có nhiều lo ngại rằng những chiếc F-16 sẽ bị tấn công và phá hủy ngay sau khi chúng vừa đến Ukraine. Các đồng minh của Ukraine và một bộ phận người dân nước này cũng bày tỏ lo ngại rằng những chiếc tiêm kích F-16 do Mỹ chế tạo có thể không chống chịu được những đòn tấn công của Nga. Trái lại, giới chức Ukraine lại tuyên bố những thiệt hại ở các sân bay không quân nói trên chỉ là mồi nhử nhằm làm tiêu hao các hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander đắt tiền của Moscow. Theo giáo sư Justin Brown, nghiên cứu viên cấp cao về sức mạnh và công nghệ không quân tại Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia Anh, gọi tắt là Russi, cho đến nay, lưu lượng không quân Ukraine phần lớn vẫn dựa vào các hoạt động phân tán lực lượng đối phương để đảm bảo các chiến đấu cơ của họ không bị tập kích. Ông Brown giải thích vì các máy bay và thiết bị của Kiev thường xuyên di chuyển bên trong các căn cứ hoặc giữa các căn cứ, nên khi quân đội Nga không kích, họ sẽ chỉ nhắm chúng vào đường băng hoặc bãi cỏ trống. Mặt khác, với tình hình hiện tại, giới quan sát cho rằng Kiev sẽ phải thay đổi chiến lược nếu muốn bảo vệ phi đội máy bay F-16 mà phương Tây gửi đến. Ngoài ra, các máy bay F-16 cần phải có đường băng hoàn toàn bằng phẳng, được quét sạch đá và các mảnh vỡ trên đường. Vì vậy, giáo sư Bardon cho rằng bất kỳ hoạt động cải thiện cơ sở hạ tầng nào của Ukraine để đón các tiêm kích F-16 đều sẽ bị phía Nga quan sát thấy. BBC nhận định máy bay F-16 có thể không làm thay đổi hoàn toàn cục diện xung đột, nhưng chúng sẽ có tác động đáng kể trong các cuộc tập kích và không kích trong cuộc xung đột Nga-Ukraine.